Sáng 13 tháng 8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường và phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết căn cứ kết quả kiểm tra xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Bư, đã điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 81H02760 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, bị mất kiểm soát tay lái, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470 là xe chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó tiếp tục tông vào xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470 bên làn đường ngược lại. Hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 điều 14 luật giao thông đường bộ năm 2008. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, xét thấy hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nên đã tạm giữ hình sự, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đối với những cá nhân khác, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang phối hợp với Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh. Như đã thông tin vào chiều 12 tháng 8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Hờ Trú, huyện Chư Bư, xảy ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, gồm tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, 27 tuổi, bị chấn thương vỡ sọ dập não, trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, 48 tuổi, bị chấn thương sọ não và bác sĩ Đào Trọng Trí, 31 tuổi, chấn thương ngực kính theo kết quả khám nghiệm tử thi. Sáng 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay, tại km 30, cao tốc La Sơn - Tý Loan, đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, gần khu vực giáp ranh địa phận thành phố Đà Nẵng, xe khách giường nằm biển kiểm soát 11B00363 do tài xế Nông Hoàng Luân, 39 tuổi, điều khiển theo hướng Cao Bằng - Đắk Nông thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy dữ dội. Trên xe có 26 hành khách. Vụ cháy khiến phương tiện hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị thiêu rụi, 26 hành khách cũng kịp thoát nạn. Ngày 12 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị ủy Bến Cát, Bình Dương, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 28 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù vì có hành vi đồng phạm giúp sức cho các cán bộ ngân hàng khi được xác định có vai trò cá nhân thời điểm mua lại tài sản của một người dân từng được thế chấp để vay ngân hàng không liên quan tới chức vụ quản lý mà ông từng nắm giữ. Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc, phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, lần lượt bị tuyên 12 và 11 năm tù. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và cho rằng mình không phạm tội nên kháng cáo. Vào tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý. Vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh đến nay đã kéo dài 5 năm, với 7 lần Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 12 tháng 8, ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết các nhân viên vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn giúp khách hàng D trú huyện Thạch Hà và khách hàng T trú huyện Đức Thọ không bị lừa gần 850 triệu đồng. Trước đó, hai khách hàng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, gọi giảm có liên quan tới một vụ án ma túy, yêu cầu ngay lập tức chuyển tiền. Khi biết sự việc, nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Agribank chi nhánh huyện Đức Thọ đã tư vấn, trấn an khách hàng, đồng thời báo cho công an đến hỗ trợ, giải thích, giúp khách hàng hiểu và không thực hiện giao dịch chuyển tiền. Ngày 12 tháng 8, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa và huyện Nga Sơn triển khai khẩn trương công tác khắc phục sự cố nứt sạt trượt đê sông Càn, đoạn qua xã Nga Điền. Sự cố nứt sạt trượt tại đê sông Càn xuất hiện từ sáng 11 tháng 8 và hiện vẫn đang mở rộng kéo dài thêm. Hiện có vết nứt đã kéo dài 30m, rộng 1,5cm, mái đê bị sạt trượt 90m. Sự cố tại đê sông Càn đe dọa trực tiếp đến an toàn của gần 2.000 người dân và hơn 1.100 hectare ruộng lúa ở xã Nga Điền và các xã lân cận. Trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu các đơn vị địa phương túc trực theo dõi sự cố, ngăn người
phương tiện và gia súc qua lại, huy động tổng lực phương tiện, máy móc, con người để xử lý sự cố xong trước ngày 14 tháng 8, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có cảnh báo về tình trạng thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt trang fanpage mạo danh Bệnh viện 108 để tiếp cận người dân nhằm chào bán thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng, gây tổn hại sức khỏe của người dân và ảnh hưởng uy tín bệnh viện. Đặc biệt, các thủ đoạn lừa đảo được nâng cấp liên tục, từ lấy tên trang lập lờ dễ gây hiểu nhầm đến thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng, logo, slogan từ fanpage chính thức của Bệnh viện 108. Thậm chí có trường hợp cắt ghép hình ảnh, video về bệnh viện trên các kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo sản phẩm hòng lôi kéo người theo dõi. Không chỉ mạo danh bệnh viện và các khoa của bệnh viện mà nhiều trang fanpage giả mạo còn mạo danh bác sĩ của bệnh viện để tăng độ tin cậy với người dân. Nhiều đối tượng còn có hành vi chèo kéo mời chào khách hàng là người bệnh, người nhà người bệnh để dẫn đi khám tại phòng khám thuộc Bệnh viện 108.